là nhất trên đời. Ông Dũng ơi, Hồng Dũng, Hồng Dũng ơi, Hồng Dũng nè. Ê, giọng nghe quen dữ vậy. Trời ơi, lâu quá trời mấy các bạn. Ngồi chơi. Khỏe lắm luôn. Ừ. Còn ông khỏe không? Khỏe sao không khỏe? Khỏe như trâu vậy. Còn khỏe là tôi mừng lắm luôn, tôi nói thiệt. À, tôi dặn biết bao nhiêu lần rồi. Sao? Đi ngoài nắng là phải che chắn cho đàng hoàng. Để mà cứ hớ hên vậy da dẻ nó sạm rồi, thấy không? Ủa sạm luôn rồi hả? Sạm luôn rồi đó. Ủa cha, động kỹ lưỡng đó. Bữa giới thiệu cho cái thẩm mỹ viện xong tới. Ai biết đâu, không có thời gian biết không? Đâu có như ông đâu, ở nhà hoài sướng quá trời, da dẻ cực kìa. Đó, trắng hồng dễ sợ. Ủa xài gì được vậy vậy? Thì xài sạm bóng cục đó. Hay hà, xài bóng cục nó hư da làm sao? Thơm hiểu không? Ơ khùng quá, thơm gì không biết rồi trời. Ông ơi nhớ Ê nói nghe nè, tôi mà không quen biết ông á, không biết ông có vợ tôi nghĩ ông bị đê rồi đó. Bậy. Chị nói vậy là chị bậy, sao mà bê đê được? Cái này là anh em thân thiết với nhau. Trời, thân thiết gì? Hai người đàn ông gặp nhau mà toàn nói chuyện về chăm sóc da với thẩm mỹ viện không mà trời. Lo lắng cho nhau có đúng không bạn? Chia sẻ bí quyết cho nhau. Ai nói nghe nè, hay là hai người bớt thân giùm tôi được không? Không được, làm sao bớt thân nghĩ được? Chị sao vậy? Mới tuần trước gặp nhau mà tuần này gặp hôm tay bắt mặt bừng như là 8 năm mới gặp lại vậy đó. Chị là chị không có biết cái tình bạn với nhau á, nó phải keo sơn gắn chặt với nhau. Đúng. Là phải gần hằng ngày gặp nhau đúng không? Đúng. Hằng ngày gặp nhau mà sao một ngày đã chịu giống như là chịu nó bức rứt lắm rồi. Nhiều khi mấy tiếng mà không gặp là hả, nó giống như nó khó chịu. Nó tan vỡ luôn, cho nên là phải gặp hằng ngày có đúng không? Đúng. Thế vậy hôm nay tôi mới đến đây, tôi đến đây gặp bạn. Sẵn hôm nay đâu phải dễ gì mà qua được đây. Chứ sao nữa? Qua đây đi, chút ở lại nhà tôi ăn cơm. Hả? Không có gì đâu, ăn cơm không nha. Ở lại đây ngủ một đêm được không? Trời ơi, tại sao bà lại nói cái điều mà tôi đang mong chờ vậy hả? Trời đất ơi, sẵn tiện lâu ngày mới gặp nhau. Ở lại đây ăn cơm. Qua trời, mình phải lịch sự, mình sao? Phải tôn trọng vợ. Vợ, hôm ấy tối nay cho bạn của anh ở lại đây một đêm. Im lặng là đồng ý rồi đó. Đồng ý đó, đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Ê, chị tối nay chơi lớn luôn nha. Chơi lớn, xả lắm. Xả hết luôn nha. Xả hết luôn. Ê, vợ tôi cho phép mà. Ê, vậy quá, được rồi. Đi ngoài đường thôi đúng không? Thôi đúng không? Lên tắm chứ. Hey, đứng xem với nhà mình được không? Lên. Ok. Khoan, nói nghe. Cái gì? Thả nước cho tắm luôn. Thả nước tắm luôn. Ok, được. Được. Ê, dễ thương quá à. Trời ơi, sao hôm nay chồng tôi lì dữ vậy? Không coi tôi ra gì chứ. Ê, đánh gì kia vậy? Ê, ôi trời, ra không được, má ơi. Ăn to đó chân mặn chân này nè. Má xước mình đầu gối vô dư. Dở vậy. Trời còn gục mặt buồn bã. Thôi đi má ơi. Nó kì. À đúng rồi, vợ chiên cho anh quỷ kia kìa. Chiên nhau. Chết nạt, vợ lại vợ nữa. Nghỉ đá đi. Vậy chân châu đi bà nội. Ồn ào quá. Hả? Làm cái gì vậy? Bảo coi tivi leo lên kia kìa. Bác ơi, bác đến né quần bên thì con coi không, được không bác. Nhà tao này tao cũng đứng ở đầu tao đứng, nghe không? Thì sao được? Đi lên trên kia. Không, nhưng đứng nằm ở đây tao coi được chứ. Cho người ta coi phim. Tao ơi, coi phim thì nào lên mạng coi. Còn đây là cái mùa đá banh với mùa trái cây vậy, lâu lâu có người làm, hiểu không? Mày đi không? Tao chặt tay. Tao chặt tay. Hùng Dũng ơi. Nhanh tao. Sao được? Hùng Dũng làm cái gì? Tôi mua cho cháu tôi mà cháu tôi không ăn cho cúng dông. Trời ơi, tự nhiên dông sống dông như thế này về nhà tôi. Tự nhiên tao ăn cái nó tao cúng dông nè. Con với con gái cũng kỳ cục quá. Có cái bánh nú rồi mà con làm gì ích kỷ với chú như vậy. Con yên tâm, con yên tâm. Mày một chú lên, chú cho con một chuột bánh ú. Bánh ú mà nhân thiệt, con này nó không có thiệt. Tao dở ẹt là con coi, ăn dở ăn bắt ai không ăn được bao nhiêu. Bây giờ này, bà cháu níu, thôi đi chứ chạy. Cái gì vậy? Cái gì sao không níu cho tôi coi? Trời ơi, Hùng Dũng ơi! Con đi miết mẹ con nè. Bây giờ đi lên. Không phải đi lên. Ôi, loạn hết rồi, trời ơi. Tư ơi, Tư đó đây nè. Đinh tai điếc ốc quá. Bộ Tư lãng tai hay sao? Mở lớn quá vậy, làm ồn ào nguyên khu phố luôn vậy, trời ơi. Trời ơi, lãng tai hồi nào? Nè, mở cái tivi làm gì mà mở lớn quá vậy? Em là người sống biết điều. À. Em là người mà có văn hóa. Không phải vô nhà người ta đúng lúc nào cái gì làm mở tivi ồn ào cho nhiều họ thiên hạ vô người ta mắng vậy cho nó vậy chứ nó ở đây thằng nào nó đâu rồi nó đằng đây đây
đó. Ê ê ê, đó đó. Sao vậy? Sao vô nhà người ta mà mất lịch sự quá vậy? Mở tivi lớn quá vậy? Rồi ăn uống xả rác vậy nè, không có vệ sinh gì hết trơn vậy? Chú là ai? Chú là ai? Chú có quyền nói ở đây. Con là bạn của chủ nhà nha. Nè, đừng khi dễ bạn chủ nhà nha. Bạn chủ nhà cho qua đây là bạn nói là ở đây xem như nhà mình đi. Muốn xài gì xài, muốn mở lớn, mở nhỏ. Chú là ai? Bây giờ chú có liên quan trong chuyện này không? Chú không liên quan, chú đi về đi. Chú và cô nắm tay nhau đi về đi. Ca này khó à. Ai? Ai? Ai ạ? Dũng ơi, Dũng coi bụng mới vô nấu cơm tao ăn coi mày. Tao vô liền. Lẹ lẹ đi. Để tao nấu cho. Trời ơi, riết không biết tôi vợ ổng hay thằng kia vợ ổng nữa. Anh vừa lòng anh chưa? Anh thích lắm không? Anh hớn hở lắm không? Gia đình em đau khổ, anh sung sướng lắm đúng không? Anh đứng đây đúng không? Anh chịu đựng để nhìn thấy người yêu của mình. Tao nịnh đi. Được rồi. Sao? Để đó anh sẽ ra tay. Em biết mà. Xuống đi. Trời ơi, nhà gì nó nóng mới là nóng, nó nóng như sa mạc cha cha vậy. Ôi nè con, mắc ô mắc dịch gì sao hôm nay mày không coi tivi? Trời ơi, cúp điện con coi tivi được đâu. Không có điện gì hết trơn á. Mà dạ dày còn đói bụng nữa, mấy bác xuống mới nấu gì cho con ăn đi. Không có chuyện đó đâu, tao ăn muốn riêu no bụng rồi. Muốn ăn, xuống với nó nấu đi. Nhưng mà không có điện làm sao nấu đồ ăn được. Đúng rồi, điện cúp ơi. Không ai bắt kêu người sửa điện á. Ông nó đâu, nó nói nó bận lắm, 3-4 ngày nữa muốn nó sửa thì nhà nó có đám. Ủa gì không có liên quan gì hết trơn vậy? Đây đây đây, tao đi đây. Ráng lo đi. Tôi nóng mai cũng bỏ đi con mình vậy trời. Nóng quá. Ủa sao đèn sáng trưng vậy? Sao tự nhiên điện có sống dữ vậy ta? Bà kêu cúp cầu dao không hà? Tôi đã nói là đập nát cái cầu dao đi. Rồi đợi nó đi về quê xong rồi mình kêu thợ tới sửa là ngon lành rồi. Cái gì đâu mà tốn tiền không vậy? Nè. Ê. Ủa bác. Trời ơi. Cái gì bác? Gì vậy? Ủa gì sao, sao điện nó cúp mấy ngày mà thì không có liền vậy? Dạ lúc đầu con tưởng là điện nó bị hư cái con lợn sửa, ai ngờ ai sụp cái cầu dao đó bật lên sáng lại bình thường hả? Nói mà đập nát chứ còn sụp xuống kéo lên thôi, sụp xuống kéo lên đập nát mới được. Có ai nhà không? Nó nhận hàng giùm đi. Gì vậy? Nó nhận hàng gì vậy? Ai biết? Ủa nhà bà mà sao nó nhận hàng là sao? Ai gửi gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đồ gì vậy? Dạ đồ ăn á bác. Ai đặt? Con đặt. Bác thanh toán tiền giùm con nghe bác, thanh toán tiền. Ê, mày ăn xong mày biểu tao đi thanh toán tiền là sao? Bao nhiêu vậy? Không có nhiều, 800. Trời ơi, bác trả giùm con đi, con đâu có tiền đâu trả. Con đâu nói với vợ con rồi, là một khi con tự lập, con tự sống như vậy là con không cần một cắc của nó. Không cần của nó, bác trả giùm con đi. Trời đất ơi trời, nó không cần của vợ nó mà nó ho hốt của mình là sao? Thôi ra trả đi, tội nghiệp tao đứng ngoài mưa kìa. Đi ra trả đi. Ai trả? Nhân cái gì? Ai trả? Em nói anh đi ra trả 800 ngàn cho người ta đi. Ủa anh đâu có ăn uống gì trong đó đâu mà kêu anh là anh trả? Vì anh không trả đúng không? Bây giờ anh để lòng nào để em trả đúng không? Ủa bác nó trả chứ. Vậy thì anh nó không trả thì đừng bao giờ anh tới đây nữa. Anh đâu có gì em đâu. Đi ra trả 800 ngàn cho người ta cho kìa. Trời đất ơi cái gì kỳ vậy trời? Quân nào ăn là tự nhiên quân này trả là sao vậy trời? Trời ơi. Từ chiều tới tối á thì cái ông Tấn Tài ông coi đá banh nghe muốn đinh tai nhức óc, còn từ sáng sớm á thì con gái nó luyện thanh, trời ơi muốn lủng ngay cái lỗ tai luôn vậy đó trời, bực bội quá. Từ cái gì anh đuổi ông Tấn Tài đi cho em đi. Trời, có phải là anh không muốn đuổi nó đâu, anh cũng nói gần nói xa nó mấp mé chứ bộ, mà làm như nó không có chịu hiểu, nó cứ ở lì trong nhà. Ông nó như thiểu năng như cái gì không hiểu. Trời ơi trời ơi trời trời ơi trời ơi ngồi đó banh điếu ngủ quá trời, mà sao ai hát mà ồn ào mà nó như là cái cây đinh nó xoáy lên trong não vậy. Cái cây đinh đó là con gái của tôi đó. Đúng rồi, Như Sa. Như Sa nó hát. Như Sa nhà tôi á. Ôi sao bình thường nó đâu có hát rồi, sao tự nhiên hôm nay nó hát vậy? Có là tại không biết, mấy hôm trước là nó đau khổ, nó hát không có nổi. Hôm nay nó khỏe rồi, bây giờ nó bắt đầu luyện thanh. Mỗi lần nó luyện thanh là banh cái nhà. Cái gì? Trời ơi,
Nó liền với hoài luôn đó hả? Ừ đúng rồi. Nó liền đi cho mấy người chịu nổi hả? Ừ nổi chứ, trời con gái tụi hát hay khủng khiếp vậy mà. Ôi không phải liền thanh thường đâu nha. Một ngày 24 tiếng là nó liền hết 23 tiếng 59 phút rồi. Nhiều khi 2 giờ sáng 2 giờ chồng đang ngủ mà nó nhớ luyện thanh là nó phải dựng 2 giờ chồng dậy kêu nghe nó hát đó. Giống như là nó ăn sâu ở trong máu rồi đó, không một giây phút nào nó ngưng nghỉ. Không sao đâu, không sao đâu, nói nghe nè. Ở trong đây riết vài ngày là quen bắt đầu ghiêng. Ghiêng nó thấy nhức đầu quá, kêu nó im đi được không? Đúng rồi, kêu đi, dặn dò nó liền đi. Mi Sa nghe mẹ nói nè, chú Tấn Tài đây á là rất là mê cái giọng hát của con. Bảy thiệt hả? Tấn Tài nào mà mê cái giọng hát của nó? Phải nói là ghiền, ghiền giọng hát của con. Con hát cho chú nghe đi. Con kiếm một cái bài nào mà nó bùng cháy lên cho mẹ. Thôi động lên. Đây bài đó đi. Thầy hát đi, hát bài đó này ha. Sao hôm nay tôi thấy như ba mình rồi nhớ là lo. Đừng nói xa xa mà anh mới như một tiền ngoài hồi. Ồ quá ốc à. Hay quá. Hay quá. Đi thôi. Hay. Thôi đi. Thôi đi. Cái vậy đang hay đó. Không có hay. Mà nó càng nhức não hơn nữa. Một cái giọng hát như vậy mà mấy người có thể nghe được hả? Làm sao được? Tôi là tôi không nghe được. Tôi sẽ không ở đây đâu. Nếu mà tôi ở đây tôi nghe cái giọng hát này tôi sẽ điên mất. Chính vì vậy tôi không ở đây. Tôi đi, không được hát nữa. Đi, không được hát nữa. Nghe chưa? Ủa không vậy? Ở đây nữa. Không, ở đây sao? Không ở đây. Sẽ không ở trời. Tôi đi, tôi đi. Bản thân ở gia đình quan ngân. Thôi Misa ơi, lần đầu tiên mẹ thấy giọng hát của con có ích cho cuộc đời sống của gia đình mình. Con là số 1, giỏi quá. Con thần tượng mẹ. Yeah. Má ơi, Misa nó giỏi lắm á. Không cần các người nói. Dạ. Bây giờ thật sự phục tài năng. Một cái tài năng xuất chúng, cả thế giới đều sẽ ngưỡng mộ chưa? Phục quá trời phục luôn. Cháu tôi đó. Hát đi con. Đi hết rồi con, hết rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mọi người nói giọng hát của mình hữu ích lắm mà? Sao bỏ đi hết trơn ạ?